Chi Di Phương Trinh Bằng Kiều xót xa tiễn biệt nhạc sĩ Xuân Phương. Nhiều ca sĩ hải ngoại như Bằng Kiều, Chi Di Phương Trinh, ca sĩ Việt Tú bàng hoàng khi nhận được tin nhạc sĩ Xuân Phương đã rời cõi tạm. Tôi mới biết tin anh Phương ốm cách đây mấy hôm, không nghĩ lại nhanh thế. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long xót xa, buồn quá, nhanh thế, bàng hoàng khi nghe tin. Bằng Kiều chồng cũ Chi Di Phương Trinh, người từng đứng chung ban nhạc Chìa Khóa Vàng với Xuân Phương, nghẹn ngào trước sự ra đi của người bạn thân. Bàng hoàng, thương mày quá Xuân Phương ơi, thành viên ban nhạc Chìa Khóa Vàng của tôi, nhạc sĩ của mong ước kỷ niệm xưa, lời ru cho con. Và hàng chục ca khúc phạc phim truyền hình, thay mặt ban nhạc Chìa Khóa Vàng, xin thành kính chia buồn cùng gia đình Xuân Phương. Sáng ngày 29 tháng 11, nhiều nghệ sĩ, khán giả yêu nhạc Việt bàng hoàng trước thông tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời. Chia sẻ với VTC News, ca sĩ Minh Quân xúc động nói, anh Xuân Phương mất lúc 9 giờ sáng nay. Chúng tôi nhiều người không hề biết anh Phương bị bệnh vì anh ấy giấu. Vài ngày trước, tôi mới biết tin anh ấy bệnh, nhưng đã ở giai đoạn cuối rồi. Tôi vẫn hy vọng có chút phép màu nào đó, nhưng không ngờ anh ấy lại ra đi nhanh như vậy. Nhóm nhạc 3A từng thể hiện rất thành công ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa của nhạc sĩ Xuân Phương. Trước sự ra đi đột ngột của nam nhạc sĩ, Ngọc Anh nhóm 3A xúc động, không thể nào tin được anh ấy, nhạc sĩ Xuân Phương, người anh cùng xuất phát điểm tạo dựng ban nhạc Chìa Khóa Vàng. Người anh đã cho nhóm 3A một bài hát chạm đến hàng triệu trái tim khán giả với Mong Ước Kỷ Niệm Xưa bất hủ, vậy mà anh đã ra đi mãi mãi rồi. Em nghe anh đã phải chịu đau đớn nhiều vì bệnh nặng, vậy là anh ra đi để được giải thoát. Cách anh đi làm đau lòng em quá, đau lòng người thân và bạn bè, đau lòng tất cả những người yêu âm nhạc của anh. Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973, quê Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từ năm 2000 anh làm công tác giảng dạy tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội, nay là Đại học Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội. Trong mắt đồng nghiệp, người thân, nhạc sĩ Xuân Phương là người hiền lành, kín tiếng nhưng rất chân tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.